Huấn luyện viên câu lạc bộ Hà Nội, khi thắng trận, chúng tôi bị nói mua trọng tài. Huấn luyện viên Chun Jae hô khổ tâm khi câu lạc bộ Hà Nội bị nghi mua trọng tài, mong nhận được sự công tâm. Dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng câu lạc bộ Hà Nội đã bất ngờ để thua 0-3 trước câu lạc bộ Bình Định trong trận đấu tối ngày 2 tháng 9 trên sân Hàng Đẫy. Sau trận đấu, huấn luyện viên Chun Jae hô bức xúc nói về công tác trọng tài và giải bày nỗi lòng. Để đạt được vị trí số 1 hiện tại, cầu thủ của tôi phải nỗ lực rất nhiều. Tuy nhiên, khi chúng tôi có kết quả tốt thì có người nói chúng tôi mua trọng tài hay những lời lẽ không đẹp. Hoặc khi chúng tôi thua hay bị xử ép thì chẳng có ai viết về những thông tin ấy. Tôi mong truyền thông hãy công tâm khi viết về cầu thủ của tôi, họ đang gặp nhiều áp lực từ truyền thông. Mọi người có thể viết những điều không tốt về tôi nhưng tôi xin truyền thông hãy tránh viết về cầu thủ của tôi, huấn luyện viên Chun Jae Ho chia sẻ. Trở lại trận đấu, hậu vệ Đỗ Duy Mạnh đã phạm lỗi với Rafaelson trong vòng cấm khiến đội bóng thủ đô nhận bàn thua. Dù vậy, huấn luyện viên người Hàn Quốc đã bênh vực học trò của mình. Tôi rất mong muốn VFF triển khai và để trận đấu tiến hành tốt hơn. Chắc chắn, tôi sẽ xem lại băng hình trận đấu này và có những trao đổi với toàn đội. Tôi cũng nói thêm là tôi hiểu tâm trạng của Duy Mạnh. Đây là trận đấu mà Hà Nội FC gặp nhiều bất lợi từ trọng tài. Đội lại đang thua nên có lẽ đã bực mình. Vị thuyền trưởng của câu lạc bộ Hà Nội cũng đã nhắc về tình huống tiền vệ Đỗ Hùng Dũng bị phạm lỗi, nhưng trọng tài điều khiển trận đấu đã không cho đội chủ nhà hưởng lợi thế. Các bạn thấy đó, đấy là một phần của bóng đá. Tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu rõ hơn ai hết tình huống đó. Dẫu sao thì cuộc đua đến chức vô địch sẽ yêu cầu cầu thủ của chúng tôi phải vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhiều đối thủ muốn ngăn cản Hà Nội FC. Đội phải nỗ lực hơn trong những trận sắp tới, huấn luyện viên Chun Jae Ho nói. Về phía đội khách, đây cũng là trận đấu ra mắt của thủ môn Đặng Văn Lâm sau khi trở về Việt Nam khoác áo Bình Định. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã dành lời khen ngợi cho sự cố gắng của thủ thành sinh năm 1993. Văn Lâm đã chơi một trận đấu mà chúng ta vẫn thường xem trên đội tuyển Việt Nam. Cậu ấy chơi rất tốt và tuyệt vời. Tôi mừng vì cậu ấy trở về Việt Nam và có một trận đấu hay như vậy. Đội đã có kế hoạch dùng Văn Lâm cho trận đấu này.